welcome back to my channel Lubu Life Vlogs. Và bây giờ Lu đang đứng ở đằng trước công ty các bạn, thì công ty Lu đang đang có một cái thông báo tuyển dụng ha, mới gắn lên. Thì cái này là trong Tết với lại là qua Tết thì các bạn, mấy anh chị, các bạn gì đó thì mình có thể đến đây để mình phỏng vấn ha. Thì đây là những cái vị trí mà bên công ty đang tuyển đó các bạn. Đây nè. Thì đây là có công ty là công ty Shining Star Printing and Packing. Đó là làm thùng giấy cạc tông á, cạc tông packing. Thì ở đây là cái đường số 16 khu công nghiệp Việt Nam Singapore 2A, tức là cái khu công nghiệp V-Ship 2 mở rộng á các bạn. Thì ở đây á là kế công ty Lập Văn, ở phía bên đó là công ty Lập Văn, công ty giấy Lập Văn rất là lớn các bạn, Liway hay gì đó Lập Văn á. Thì ở bên đây là công ty mình mới xây xong, thì bắt đầu qua Tết là tuyển rất là nhiều công nhân. Thì mấy anh chị và các bạn thì mình có phỏng vấn, thì mình sẽ tới đây phỏng vấn ha. Thì ở đây là có đâu coi, phỏng vấn là lao động phổ thông nữ là 20 người, thì tổng thu nhập thì khoảng là 7 đến 9 triệu một tháng ha. Thì ở đây người ta sẽ có tăng ca rồi đi ca đêm, ca ngày với ca đêm, hay có 2 ca ca ngày ca đêm. Tăng ca thì nói chung là thường xuyên sẽ tăng ca ha. Tổ trưởng tổ gián, tổ gián khi mà làm cái thùng hộp, cái thùng xong các bạn, thì nó sẽ dán, có cái khâu mà dán để hai cái đầu cái thùng nó dán lại để mà thành cái thùng các bạn. Thì đó là cái bộ phận dán. Dán ở đây thì nói chung là người ta cũng sẽ xài máy luôn, bằng máy luôn ha. Thì ở đây người ta sẽ đơn tuyển một cái tổ trưởng dán một nam nữ, thì nó nói chung là có kinh nghiệm một năm trở lên, đã làm qua ngành đóng gói bao bì rồi, quen biết về cái lưu trình dán hộp ha. Rồi cái vị trí thứ ba đó là trưởng máy bế, là gồm có 4 nam các bạn, lương là từ 13 đến 17 triệu, đó là tổng lương nha, như là bao gồm tăng ca rồi luôn á. Rồi trưởng máy bồi một nam, lương từ 10 đến 13 triệu, bao gồm tăng ca luôn. Rồi trưởng máy in kim ha, hai nam, từ 10 đến 11 đến 14 triệu ha, bao gồm tăng ca. Đối với văn phòng QC một nữ, cái này giống như là trợ lý vậy các bạn. Thì cái QC này thì cái nhân viên này thì yêu cầu phải biết vi tính với lại tiếng Hoa mình giao tiếp á. Tiếng Hoa giao tiếp để khi mà những có cái vấn đề gì mà phát sinh đó thì cái người chủ quản người Trung Quốc á thì người ta muốn như là muốn nói chuyện, muốn nói một vài vấn đề về công việc ở dưới với lại công nhân, y là phổ biến công việc ở dưới công nhân, thì sẽ thông qua cái người trợ lý này để người ta phiên dịch đó. Đó cho nên sẽ yêu cầu biết tiếng Hoa ha. Rồi thì cái bộ phận về trưởng, cái tổ trưởng tổ gián nè, tổ trưởng máy bế, tổ trưởng máy bồi, rồi tổ trưởng máy in kim gì đó, thì những cái bộ phận này thì cái vị trí này thì sẽ thỏa thuận lương nha các bạn. Khi mình tới phỏng vấn thì mình điền hồ sơ ok hết, rồi mình có cái hồ sơ xin việc ok hết, rồi bắt đầu thì mình sẽ phỏng vấn, là mình sẽ thỏa thuận lương với cái người quản lý, người trợ tổ trời, người chủ quản ở trong cái bộ phận ha. Rồi còn cái bộ phận là lao động phổ thông á, thì cái này là lương cố định nha các bạn. Lao động phổ thông ở đây thì có thể là các vị trí như là phụ máy á, y như là cái một cái tổ trưởng người ta quản lý cái máy đó, thì có bao gồm có những cái người phụ máy để mà sắp xếp giấy lên truyền rồi này kia đó. Rồi cái như là vẫn là cái công việc mà phổ thông á các bạn, thì nó không có yêu cầu cao, cho nên là cái lương sẽ là cố định. Thì lương bao nhiêu thì các bạn tới đây để mình phỏng vấn để mình sẽ biết được mức lương ha. Thì hiện tại thì là bên mình là lương cơ bản ha, rồi cộng với phụ cấp này kia nó sẽ ra tổng lương. Rồi cái tổng lương nó sẽ chưa bao giờ bao gồm tiền ăn cơm á. Thì hiện tại là công ty mình là nó y như là cho ăn cơm tự túc các bạn, tức là các bạn mua cơm, các bạn đem cơm nhà gì heo gì đó là tùy ha. Rồi tức là mình sẽ ăn tự túc, rồi mỗi ngày thì công ty sẽ trả tiền cơm trưa đó là 25.000 một phần. Rồi nếu mà mình tăng ca 2 tiếng đồng hồ trở lên thì được
20-25 ngàn tiền cơm nữa đó. Thì tiền cơm đó thì mình sẽ chưa tính vô cái tiền lương lúc nãy nha, với lại là tiền tăng ca mình sẽ tính riêng nữa đó. Thì tổng cái thu nhập thì khoảng là tùy theo mình làm nhiều ít á đó, thì lương tổng thu nhập khoảng từ 7 triệu tới 10 triệu luôn á, cỡ đó ha. Đó là công nhân lao động phổ thông ha. Còn các vị trí như trưởng máy lúc nãy mình nói rồi, QC gì đó, trợ lý QC gì đó, thì cái đó là cái bộ phận đó là mình sẽ thỏa thuận lương rồi nói chung là sẽ cao hơn mức lương của cái người công nhân ha. Thì thỏa thuận bao nhiêu thì khi mà mình tới phỏng vấn, cái chủ quản người ta phỏng vấn mình rồi biết cái năng lực của mình như thế nào, rồi hai bên sẽ thỏa thuận lương, ok thì mình sẽ vào làm ha. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha. Thì các bạn nhớ các bạn nhớ theo dõi cái kênh YouTube của Lubu Live Vlog, và cũng như là thường xuyên theo dõi, cũng như là hãy cho mình một cái subscribe các bạn, để mà mình làm thêm những cái video mới hàng ngày các bạn. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha. See you later.